Today we've been invited into the provincial hospital here in Nhiang province, Vietnam, to perform surgery right alongside the Vietnamese surgeons. We've been here for about a week and are having a wonderful experience. This is something that's never been done before in Pacific Partnership to this degree. So we're integrating surgeons every day into the operating room as part of the surgical teams in a wide variety of surgical specialties, from ENT and orthopedics to ophthalmology and my own specialty, urology. The surgeons here are fantastically gracious and have accepted us instantly. We're invited into the operating room, we're invited to scrub on the cases, and I first assisted a number of cases, and I've done a primary surgery on one of the patients. The surgeons are extremely skilled, and as we would say in the East Coast of the United States, they're slick. They know their business. And the real interesting part of it, or the real good part of it, is we speak the same language. We speak surgery. I mean, the languages couldn't be more far apart grammatically, but once we're in the operating room, my hand knows where his hand's going, his hand knows where my hand's going. You don't miss a heartbeat. And that's the real wonderful thing about surgery. Tên là tên tôi là Lê Anh Xuân, Xuân, Dr. Xuân. Hiện tại là bác sĩ khoa ngoại, phó khoa ngoại. Trong quá trình phẫu thuật thì đúng thực sự khó khăn là khó khăn về ngôn ngữ. Rất may mắn là lại bên cạnh chúng tôi lại có những người phiên dịch viên rất chuẩn, thành ra là không có giới hạn. Thích nhất là cái đồng cảm, cái cách suy nghĩ, cùng chung một cái cách suy nghĩ về mặt chuyên môn. Tất nhiên là trong quá trình giao tiếp với nhau thì hơi khó khăn một chút. Tất nhiên là bọn mình cũng học hỏi rất nhiều từ các bác sĩ người Mỹ. Không biết là các bác sĩ người Mỹ có cảm thấy rằng là có những cái hay ở chỗ bọn mình hay không? Tuy rằng rất là vui ở chỗ là cái kết quả làm việc với nhau là rất tốt.